của cô. Rồi. Ủa, cô ơi, sao mọi người ai cũng lãnh 5 triệu trơn mà của tôi không có đủ, cô đưa tôi có 5 tờ. Cô mệt cô quá, bây giờ cô cứ nhận đi, lát dư con đưa cô sao. Nhưng mà còn thiếu nè cô ơi, đáng lẽ phải 10 tờ lận mà này có 5 trời tờ. Trời ơi cô, con mệt cô quá à. Bây giờ cô có nhận không, sao mà cô thắc mắc nhiều quá vậy. Một lát tụi con còn đi phát nhiều nơi nữa. Bộ cô không thấy là tụi con nãy giờ làm cực khổ hả? Mà bây giờ hả, bà con cô bác cứ như vậy hoài là biết khi nào mà tụi con phát tiền xong. Nhưng mà sao vậy tụi em? Anh em. Dạ. Sao vậy? Không có gì đâu anh. Cô đi về đi, giờ lát tụi con qua nhà cô sao nha cô. Vậy cô. Về đi cô. Về đi cô, vậy nha cô. Chuyện gì em? Dạ không có gì đâu anh. Ủa mà anh An sáng nay có gì không anh? À anh đi chung với Đoàn về đây coi những cái nhà bị thiệt hại nặng, xem là có sửa lại được nhà hay là có thể xây được nhà mới cho người ta hay không. Trời có vợ chồng em dưới đây anh còn lo gì nữa. À, với lại đây là số tiền mà bên hội từ thiện có quyên góp thêm. Em gửi thêm cho bà con nhà anh nha. Dạ thay mặt bà con đây em cảm ơn anh An nhiều nha. Thôi bây giờ tụi em lo ở khu vực này giùm anh, rồi anh qua bên chỗ khác. Dạ dạ. Nha, anh đi à. Anh An đi cẩn thận. Cô ơi, cô phát thêm giùm cho tôi cho sớm sớm để tôi còn về. Về tôi còn lo công chuyện nhà nữa cô. Cô ơi, cô không nhìn thấy cổ mệt nhọc lắm sao cô hỏi hoài vậy, để cho cổ làm đi cô. Nhưng mà nó không có đủ nè. Con mệt cô ghê luôn á, bây giờ có nhiêu nhận nhiêu đi. Nhiều người còn chưa có nữa kìa. Thôi cô. Thôi đi về, đi về. Rồi em ơi, lẹ lẹ chất hàng lên xe rồi mình đi qua chỗ khác nè. Cậu ơi cậu. Cậu dừng lại cho tôi hỏi một chút cậu. Dạ chào cô. Cô có gì cô hỏi đi ạ. À? Hồi nãy á, ở bên cái đoàn từ thiện á, một cái chú gì đó phát cho tôi nhưng mà phát thiếu. Cô Thảo á, đáng lẽ là phải đưa tôi 10 tờ mà cô Thảo đưa tôi có 5 tờ à. Phát thiếu hả? Cô có cái phiếu nhận tiền không? Để con có thể kiểm tra đó cô. Hồi nãy cô Thảo phát xong rồi cái cô Thảo lấy lại cái phiếu à, tôi không có cầm. Nếu vậy thì cũng hơi khó, tại vì có nhiều hộ gia đình, hộ thì nhận được 2 triệu, có hộ thì được 3 triệu, có hộ thì được 5 triệu, tùy theo hoàn cảnh và thiệt hại của hộ gia đình đó. Cho nên là bây giờ nếu như cô không có phiếu nhận tiền thì con cũng hơi khó giải quyết cho cô á. Cậu ơi, tôi thề luôn á, tôi thề với cậu là tôi nói thiệt, tôi không có gian dối về cái chuyện này hết trơn á. Tại vì chẳng qua là hồi nãy á, tôi có đi theo cái chú mà đi chung với cô Thảo để tôi hỏi, cái cô Thảo chửi tôi nên tôi không có dám. Cái tôi đứng đây nè, tôi chờ cậu ra để tôi hỏi cậu đó, chứ tôi nghèo thiệt, vì bên từ thiện cho tôi nhiêu á thì tôi nhận nhiêu. Dạ con biết rồi cô, mà sao lại có chuyện này được ta. Thôi thôi bây giờ như vậy. Cô có thông tin của hộ gia đình của mình á, cô cứ đưa cho con. Rồi con sẽ nói chuyện lại, làm việc lại với bên nhân viên của tụi con. Rồi có gì tụi con sẽ xuống tận nhà, tận hộ gia đình của mình để hỗ trợ. Tại vì tôi thấy phát mà tự nhiên thiếu như vậy, cái tôi lo. Tôi dạ. Sao rồi tôi dạ, biết dạ. Vậy thôi. Vậy thôi bây giờ con mời cô lên xe để cô ghi lại thông tin của hộ gia đình mình. Rồi con sẽ đến tận nhà của mình để hỗ trợ. Dạ dạ, mời cô. Dạ. Bà coi còn tiền không? Tiền gì nữa? Qua chuyển tiền cho mấy người xây dựng bển kìa, nó đòi thêm kìa, thiếu là thiếu gì tùm lum á. Mới đầu báo mình là 40 tỷ mà bây giờ đẻ ra hoài luôn á. Tiền đâu, trong tài khoản còn nữa. Bây giờ phải đợi anh An hả, anh chuyển tiền xuống rồi mới có chứ. Giờ cũng tài khoản đâu còn đồng nào đâu. Mấy tiền Mạnh Thường Quân hôm rồi không đủ luôn. Còn đâu mà đủ. Bữa giờ phát cho bà con rồi chi vô cái nhà còn đâu. Bà nói phát cho bà con tôi mới nhớ. Gì nữa? Bà phát 5 tờ thôi, mắc gì bà phát 6 tờ dữ vậy? Ông hay quá à. Bữa giờ phát 5 tờ người ta hả phản ánh quá trời nè. Tôi nói nè, hồi sấy nè, đó quá trời người phản ánh luôn á. Bây giờ hả cứ phát vậy hoài là hả thế nào người ta cũng nghi ngờ. Thôi cũng vừa phải thôi, bây giờ hả đợi hả anh em chuyển tiền đi. Bây giờ tiền đâu đưa ta? Ông cũng hay lắm. Kêu xây cái nhà nhỏ nhỏ thôi, xây cho to, cho cố xác vô. Rồi giờ thiếu tiền. Ủa? Hai vợ chồng mình ở ngoài xã hội cũng có địa vị, cất cái nhà nhỏ ai coi, cất phải cho nó to bự đẹp lên chứ đâu phải chuyện giỡn. Hay quá vậy, giờ thiếu tiền không thấy hả? Tôi nói rồi đó, làm xong một hai chuyến này nữa là hả tôi ăn chay, còn tích đức cho con cái sau này nữa. Bà lo xa quá, hai vợ chồng mình kiến không biết hại nữa, mình đang giúp đời mà có gì đâu mà sợ. Thôi tôi không biết, tiền bạc bà lo đi nha. Dạ. Anh An gọi em lên có chuyện gì vậy anh? Sao anh có nghe bà con phản ánh á là hai vợ chồng em không đưa đủ tiền trong phiếu trợ cấp vậy? Ủa ai nói vậy anh? Thì cái cô mà lúc anh đến gặp hai vợ chồng em có gặp đó. Trời ơi, lại là cái bà Lệ đó nữa hả? Sao mệt bà ghê á. Ủa
Cái cô đó như thế nào em? Thì lần nào em xuống dưới hỗ trợ, bà cũng đòi hỏi nhiều hơn người khác. Mà trong khi gia đình bà vẫn nguyên vẹn đâu có sao đâu. Cái chuyện đó nữa hả? Hai chồng em là từ thiện nay cũng 10 năm rồi, cho nên anh tin tưởng. Cố gắng đừng để chuyện từ thiện thành chuyện xấu nha. Dạ thì anh em biết rồi đó. Đó giờ em làm từ thiện uy tín, mà vợ chồng em cũng có tiếng. Chẳng lẽ giờ hủy hoại hả thanh danh chứ gì ít tiền đó? À không, anh không có ý đó. Chỉ là anh không muốn bà con hiểu lầm ký tốt của mình thôi, hiểu chưa? Dạ, em biết rồi. Bà Nan, sang tuần á, nhà em xây xong á, em mời anh qua ăn tân gia nha. Ủa, em xây nhà hả? Em xây khi nào? Sao anh không biết? Dạ, em xây nhà trong im lặng, em cũng muốn phô trương. Dạ, giờ này có điều kiện dữ ta. Dạ thì điều kiện gì đâu, này là do tiền ba mẹ em cho. Với lại anh Cường á, dạo này công việc làm ăn của anh nó cũng thuận lợi. Cho nên là tụi em xây cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Cho nhiều chuyện chút xíu nha, nhà nhỏ cỡ nào? Dạ, tầm 40 tỷ hả anh? Nhỏ ghê. Thôi coi như chúc mừng hai chồng em nha. Cái nào rảnh em sắp xếp ở ngoài em tham gia. Dạ rồi, vậy thôi em xin phép nha. Ok. Dạ. Sếp ơi, em có cái clip này cho anh coi nè. Bà con mới gửi cho em hồi sáng. Nay nhận tiền mà ai có ý kiến ý còi gì á thì bữa sau mình khỏi nhận nha. Tiền của tụi em cũng đã cạn dần rồi, cho nên là chỉ phát thêm cho vài hộ gia đình nữa thôi. Thì bây giờ là tụi em sẽ về thu thêm tiền rồi để hoạt động thêm nữa nha. Lên chị. Rồi, của chị. Chị ơi, như có 6 tờ là 3 triệu mà, phải 5 triệu mà, phải không chị? Trời đất ơi. Đếm kỹ lại coi. Dạ đây có 6 tờ, anh đếm lại giùm em cái. Ôi trời ơi chị ơi, bây giờ một ngày mà 10 người với chị là chắc tụi em chết quá. Thì bây giờ chị cứ về đi rồi, có gì á để tụi em giải quyết sau nha chị. Nhưng mà chưa đủ mà chị. Đi về đi, ý kiến ý cò gì nữa. Mà anh thấy là hai vợ chồng em đưa tiền không đủ cho người ta thiệt mà. Anh An, nhìn chắc là bữa giờ tụi em làm mệt quá cho nên là tụi em đếm thiếu. Dạ. Của chị như 2 triệu nữa. Rồi đủ. Cảm ơn. Lên em. Rồi. Dạ được rồi anh. Dạ đủ rồi đó anh. Với lại sau hôm nay tụi em thu hồi lại toàn bộ tiền đưa lại cho tụi anh sẽ tự phát, tụi em không còn phát nữa. Ủa sao vậy anh? Anh nói vậy rồi bẻ mặt tụi em sao? Bẻ mặt hả? Vậy thì nghe anh hỏi nè, toàn bộ số tiền tụi em cầm trên tay tụi em phát cho bà con, đáng lẽ mỗi hộ gia đình là nhận được 5 triệu, tụi em chỉ phát có 2-3 triệu, rồi tiền dư còn lại đó đâu? Làm gì có, không hề đâu anh. Dạ đúng anh. Dạ không có hả? Vậy thì bây giờ hai chồng em đi ra ngân hàng sao kê lại toàn bộ số tiền mà anh và các mạnh thường quân khác gửi cho tụi em để làm từ thiện, và thống kê lại toàn bộ số phiếu chi tiền. Và cũng sẽ nhờ tất cả các bà con thống kê lại xem là vợ chồng tụi em đưa cho mỗi hộ bao nhiêu tiền. Anh mong là hai tụi em giải quyết chuyện này thật nhanh và chính xác giùm anh, để mình còn giải quyết chuyện khác. Và đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn hay xuất ngoại.